Sản phẩm tiếp thị giá cao là những sản phẩm mang lại hoa hồng trên mỗi đơn hàng hoặc trên mỗi khách hàng trên 200 đô. Như vậy, khi mà chúng ta quảng bá sản phẩm giá cao, tại sao chúng ta nên chọn những sản phẩm giá cao để quảng bá? Thì dưới trong video này mình sẽ chia sẻ một số lý do chính tại sao chúng ta nên chọn những sản phẩm hoa hồng cao để quảng bá. Thứ nhất, đó là khi mà chúng ta chọn những sản phẩm hoa hồng cao quảng bá thì chúng ta sẽ sẵn sàng trả cái mức quảng cáo chi phí để có được một khách hàng lớn hơn. Ví dụ như chúng ta có được một khách hàng, chúng ta có thể mang lại hoa hồng trên 200 đô thì chi phí quảng cáo của chúng ta từ 0 đồng cho đến 200 đô thì chúng ta đã có lời rồi, đúng không? Còn nếu như các bạn quảng bá những sản phẩm hoa hồng chỉ có 30 đô thì chi phí quảng cáo của chúng ta không thể vượt quá 30 đô được. Nên là khi mà chúng ta tập trung vào quảng bá sản phẩm giá cao thì chúng ta sẵn sàng chi trả cái mức cao hơn. Như vậy thì ở trên thương trường mình có thể cạnh tranh với những cái sản phẩm hoa hồng thấp hơn nhiều hơn. Các bạn hình dung được không? Giống như kiểu là ví dụ một cái từ khóa là điện thoại di động, thì những ai họ bán cái ốp lưng điện thoại di động thì họ lời nó chỉ có khoảng từ 1-200 nghìn, thì chi phí quảng cáo cho cái từ khóa điện thoại di động của người ta thì chỉ không có thể vượt quá 200 nghìn được. Còn những người nào họ bán là điện thoại di động iPhone 11 Pro Max gì đó thì có thể là lợi nhuận trên mỗi cái iPhone như vậy thì lên tới vài triệu. Do vậy chi phí quảng cáo họ sẵn sàng chi trả là lên tới vài triệu, đúng không? Do vậy cái người bán ốc lưng với người bán iPhone thì họ cũng đều chạy với một từ khóa là điện thoại di động. Do vậy thì ai sẽ chiếm ưu thế hơn? Có phải là khi mà quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao thì nó sẽ lợi thế hơn không? Cái điều thứ hai là khi mà mình quảng bá sản phẩm giá cao thì chúng ta sẵn sàng xây cho nó một cái phễu làm marketing đa kênh, tức là chúng ta xây lên cả blog, những cái kênh video như YouTube, xây trên mạng xã hội social media. Thì chúng ta xây marketing đa kênh mà chúng ta khi mà dồn tất cả công sức thời gian của chúng ta xây những cái kênh đa kênh như vậy mà quảng bá những sản phẩm giá thấp thì nó sẽ rất là lãng phí. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể xây đa kênh mà chúng ta có thể quảng bá được sản phẩm giá cao hơn, hoa hồng cao hơn. Cái tiếp theo, khi mà chúng ta muốn quảng bá được những cái sản phẩm giá cao thì bản thân mình nó sẽ nâng cao cái năng lực, nâng cao cái giá trị bản thân hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà rất là nhiều bạn đang quảng bá những cái sản phẩm giá thấp thì mình có thể ngồi sau chiếc máy tính, mình làm những website đơn giản, landing page đơn giản, chúng ta làm những cái quảng cáo đơn giản thì chúng ta đã có thể quảng bá những sản phẩm dưới 1 triệu rồi. Khoảng cỡ 1 triệu mấy chúng ta cũng có thể làm những cách như thế và họ mua, họ không cần biết mình là ai. Nhưng mà khi mà chúng ta quảng bá những sản phẩm giá cao thì chúng ta sẽ hoàn thiện bản thân hơn, chúng ta phải trao giá trị cho cộng đồng nhiều hơn, phải xây những cái website, những cái hình ảnh chuyên nghiệp hơn, những kỹ năng của chúng ta cũng sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn và chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để thuyết phục người khác làm theo cái điều mình muốn. Hay nói cách khác là biết cách bán hàng chính là cái cách mà chúng ta có thể đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Việc bán hàng nó là bán được hàng, bán được doanh số cao, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thiện kỹ năng và giá trị của bản thân của chúng ta đủ lớn. Cái điều tiếp theo nữa, cái điều thứ tư, tại sao mà chúng ta nên tập trung vào những sản phẩm hoa hồng cao hay là còn gọi là những sản phẩm giá trị cao ấy, doanh số mỗi đơn cao hay là doanh số tiềm năng trên mỗi khách hàng cao. Thì bởi vì khi mà chúng ta bán được những cái sản phẩm đó thì bắt buộc chúng ta phải tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp. Khi mà chúng ta tập trung vào những phân khúc khách hàng cao cấp thì những mối quan hệ xung quanh tệp khách hàng của chúng ta là những tệp khách hàng giá cao và những mối quan hệ xung quanh của chúng ta cũng sẽ trở nên cao cấp. Nên các bạn đã nghe nói rằng thu nhập của bạn bằng trung bình 5 người bạn mà bạn thường tiếp xúc mỗi ngày. Do đó khi mà chúng ta tập trung vào tệp khách hàng, những người mà họ quảng bá những cái sản phẩm, họ là những khách hàng giá trị cao, thì tự nhiên tư duy, tầm nhìn và mối quan hệ thu nhập của chúng ta cũng sẽ nên cao. Và lâu dần khi mà mối quan hệ của chúng ta đủ lớn, những người xung quanh của chúng ta là những người khách hàng cao cấp, những người giỏi, thu nhập cao, thì thu nhập của chúng ta cũng sẽ cao lên. Và cái điều thứ năm là khi mà chúng ta tập trung vào tệp khách hàng, khi mà họ có khả năng chi trả cao thì khả năng của chúng ta upsell bán thêm cho mỗi khách hàng cũng sẽ cao. Và ở những đối tượng khách hàng tệp giá cao ấy thì đồng nghĩa với sản phẩm của chúng ta sẽ chất lượng, những sản phẩm bán ra của chúng ta sẽ chất lượng, do đó nó sẽ ít gây ra những trường hợp lỗi để mà phàn nàn, chúng ta phải xử lý lỗi hay là gặp nhiều cái sự phàn nàn của khách hàng, đúng không? Rồi cái điều tiếp theo, tập trung vào sản phẩm giá cao một thời gian, tức là chúng ta tập trung vào những cái kiến thức, những cái tư duy và tầm nhìn
của những người khách hàng mà chúng ta bán, bởi vì chúng ta phải có những kiến thức tư duy tầm nhìn, cái góc nhìn về cuộc sống cũng như là những cái năng lượng trong cuộc sống nó cân bằng với cái lượng khách hàng của chúng ta bán, thì chúng ta mới thu hút được họ, thì chúng ta mới bán được hàng cho họ. Đến một thời điểm nào đó, người ta gọi có một từ gọi là lực hút tiền. Nếu mà khi mà chúng ta nâng cao giá trị của bản thân và những người xung quanh của chúng ta, những mối quan hệ của xung quanh của chúng ta đủ lớn, thì có thể gọi là lực hút tiền của chúng ta sẽ mạnh hơn. Lúc đó thì thu nhập của chúng ta sẽ cao hơn. Thì trên đây là Hường có nói qua một số lý do tại sao mà chúng ta nên tập trung vào quảng bá những sản phẩm giá cao. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn quảng bá những sản phẩm giá cao ấy, thì nó cũng sẽ có một số yếu thế. Bởi vì khi mà chúng ta tập trung vào tệp khách hàng này cũng như những sản phẩm giá cao thì nó sẽ lâu ra đơn ban đầu hơn. Giống như kiểu ví dụ chúng ta bán một cái đơn hàng là 30 đô, 40 đô thì rất là đơn giản. Ta có thể chạy quảng cáo, đăng bài post trên Facebook, trên mạng social media, trên các kênh YouTube vân vân, thì chúng ta rất là dễ để ra được đơn 30 đô ở giai đoạn ban đầu. Như vậy thì cái lúc khởi nghiệp, cái lúc giai đoạn ban đầu của những người quảng bá sản phẩm tiếp thị giá thấp ấy, nó sẽ nhanh có đơn hơn so với khi mà chúng ta quảng bá những cái sản phẩm tiếp thị giá cao. Thì tiếp thị giá cao thì đòi hỏi chúng ta cần phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Chúng ta phải trở nên tốt hơn, giỏi hơn và trao nhiều giá trị cho cộng đồng hơn thì chúng ta mới bán được. Thì về căn bản đương nhiên là tiếp thị giá cao nó sẽ có thể mang lại cho chúng ta thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với quảng bá những cái sản phẩm tiếp thị giá thấp. Nhưng mà đòi hỏi kỹ năng của chúng ta cũng sẽ lớn hơn, sự kiên trì, những cái kỹ thuật vân vân cũng sẽ tốt hơn, cũng phải giỏi hơn. Như vậy thì mảng nào thì nó cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm của nó. Đó là lý do tại sao mình mở hai chương trình. Chương trình thứ nhất đó là chương trình khóa học 90 Days Up hướng dẫn về quảng bá Affiliate Marketing dành cho Clickbank và các kênh Affiliate hoa hồng thấp, hoa hồng ở trung bình và thấp tương tự, tức là dễ bán nhưng mà thực ra thì hoa hồng trên mỗi đơn nó thấp một chút. Thì rất là nhiều người bạn đã bán được thu nhập của họ, doanh số, hoa hồng của họ ấy, thu nhập thực tế chứ không phải là doanh số, đã lên vài nghìn đô mỗi tháng là chuyện bình thường, các bạn lên 6-7 nghìn đô vân vân. Còn đối với cái khóa thứ hai Hường chia sẻ là cái khóa dành cho tiếp thị những sản phẩm giá cao, thì khóa này nó đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, nó là một cái level cũng như là một cái cấp bậc, cái đẳng cấp nó cao hơn một chút, khi mà chúng ta phải hoàn thiện nhiều kỹ năng hơn để chúng ta quảng bá được những sản phẩm mang hoa hồng của nó từ trên mỗi khách hàng ấy, thì nó trên 200 đô trên mỗi khách hàng. Như vậy thì hai chương trình này nó đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn nhân thân vào ngồi sau chiếc máy tính và quảng bá những cái sản phẩm mình không cần phải hoàn thiện bản thân gì cả, chúng ta chỉ cần hoa hồng thấp, nhưng mà chúng ta chỉ cần ngồi sau chiếc máy tính, chúng ta bấm làm những kỹ thuật căn bản và chúng ta có thể bán được ở những đơn hàng ở trên Clickbank hoặc các kênh tương tự, thì các bạn có thể là tham khảo khóa học 90 Days Up. Còn nếu như các bạn quan tâm tới những cái phương pháp để bán được những sản phẩm hoa hồng cao hơn, có thể là trên 200 đô trên mỗi khách hàng cho đến lên trên 10.000 đô trên mỗi đơn hàng là chuyện bình thường, thì chúng ta có thể là hoàn thiện bản thân về cách tham gia bắt đầu từ A đến Z bằng khóa học tiếp thị giá cao, để chúng ta có thể là có tiềm năng thu nhập của chúng ta lớn. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về Affiliate Marketing. Đừng quên nhấn subscribe và bình luận một cái điều gì đó dưới video này. Khi mà nhận được bình luận thì Hường sẽ phản hồi cho các bạn, cũng như là sẽ giúp đỡ các bạn trả lời nhiều câu hỏi nhiều hơn, và Hường có nguồn cảm hứng để có nhiều video chia sẻ hơn về Affiliate Marketing. Nhớ đăng ký kênh và tham gia vào cộng đồng, sắp tốt lên và đi ở phần mô tả dưới video này nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.